vậy đó. Quán xá gì mà ế, gì mà ế dữ vậy trời. Ế mà ế xúc phàm có người bán hàng luôn à. Sáng giờ có cái dông nào vô mở hàng giùm tôi cái. Ăn hủ tiếu mấy đứa ơi. Ăn hủ tiếu đi. Trời ơi, mới nhắc dông dông tới liền vậy đó. Vô ngồi đi ăn hủ tiếu. Rồi vô ngồi 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 mấy đứa. Ăn gì chứ làm nè. Ăn hủ tiếu nghe. Cho 7 tô hủ tiếu đi. Rồi có liền. Khô hay nước hả? 4 tô khô, 3 tô nước. Rồi 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 có. Cay không nè? Trăng 4 tô khô, 2 tô cay, 2 tô không cay. Trăng 3 tô nước, 1 tô cay, 2 tô không cay. Rồi. Nghe không? Nghe. Hiểu không? Không. Sao nói nghe? Thì đâu có điếc đâu mà không nghe. Nói nghe nè, yên tâm đi. Cái này là nghề của chế mà. Nói là chế nghe kịp hết trơn hết trọi á. Rồi thấy không? Ừ. Ai cay ai không, ai nước ai khô, ai ít ai nhiều, ai giá ai ớt, ai không ai cay, mẹ nói nghe nè. Nghe nè, trong 2 tô cay của 4 tô nước có 2, 1 tô không hành, 1 tô không giá. Trong 2 tô không cay của 3 tô khô có 1 tô không giá, 1 tô không hành. Trong đó 2 tô nhiều bánh ít giá, không cay nhiều hành. Đúng không? Hay dữ bay. Đúng ngày không? Mai kêu là tượng giận đầu. Nghe là thì vô nấu đi trời. Thôi nói vậy thôi chứ hôm nay chế rầu lắm, chế bận lắm, chứ em có bán buôn gì nữa trơn. Bận gì? Bận ghen. Trời ơi, ngày hôm qua nó đi làm đồng mà nó lại đem theo. Đem theo cái gì? Nó đem theo cái gì? Cái cuốc. Trời mẹ ơi, nó đi làm đồng hả? Không đem cái cuốc, cái đem cái gì hả bà? Trời ơi, cái vấn đề là ở chỗ này nè. Nó mang theo cái cuốc. Mà nó đem cái cuốc nó giấu ở trong cái lùm cỏ. Xong nó lấy cái chai, nó xịt khắp người nó. Chai nước bông? Không, nước xịt phòng. Đó, xong cái đầu nó mới leo lên xe. Nó chạy đi, mà mắt nó nhìn láo nhìn liên. Vậy là sao? Tôi chét chén với bà luôn là hén. Có bồ nhí. Đen. Bồ nhí. Trời ơi, không chịu lo buôn bán, tụ năm tụ bảy nói chuyện là sao? Gì vậy? Đâu? Đâu đây? Tại sao đầu lại phản bội Đen? Gì vậy? Tình yêu là gì? What is love? What is love? Là chuyện của gia đình tôi, không dính dáng từ mấy người hết. Đi về. Hey! Bà khùng hả? Làm gì vậy? Tôi khùng á. Tại tôi ghen quá nên tôi phải khùng thôi. Làm gì ghen? Tôi hỏi đầu, lúc này là đầu có bồ nhí ở ngoài đúng không? Ê, tôi không có nha. Tại sao tôi gọi điện thoại cho đầu, đầu không chịu bắt máy? À, điện thoại để chế độ rung nên tôi không biết. Thì đúng rồi. Điện thoại để chế độ rung. Ừ. Mà quần để chế độ treo. Không được nói như vậy. Điện thoại lúc nào cũng nằm trong túi nha. Ủa đâu rồi? Làm gì có mà tìm. Nhỏ bồ nhí của đầu nó giữ rồi. Làm gì có nhỏ bồ nhí nào trời. Tôi gọi điện cho đầu 3 lần. 3 lần đều giọng nữ bắt máy. Giọng con nhỏ bồ nhí của đầu đúng không? Không có. Đừng có nói gì nữa. Bây giờ là đầu thay đổi lắm rồi. Mày nói vậy? Tôi không nói nhiều nữa. Tôi sẽ gọi điện cho tía của đầu qua giải quyết chuyện này. Chuyện này chuyện gia đình mình, đừng gọi tía. Không. Tía ơi. Tía. Tía nói gì? Tôi gọi điện cho tía. Ừ. Cũng giọng con nhỏ đó bắt máy. Nè các bà kia, tía tôi nó là đàng hoàng nha, không được ăn nói vậy chưa. Mèn đét ơi, không lẽ tôi vu oan giá họa cho tía. Đầu không tin tôi gọi lại cho tía đầu nghe nè. Nghe nè, nghe. Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản. Đó. Dạ, không lại bà. Cái đó là do bà chưa có đóng tiền điện thoại. Tổng đài người ta nhắn kêu bà đóng tiền điện thoại, bà hiểu không? Tổng đài sao không giọng nam giọng nữ? Tại vì cái bà nữ đó là vợ của ông cha tổng giám đốc. Cho nên giờ bà không nói gì bà nói. Phải Hương,
chơi phải không? Có cái giọng tổng đài không có phân biệt cũng không được nữa. Đúng là hậu đậu. Đậu chửi đen hậu đậu á. Đen nhớ hồi đó má đen cũng chửi đen vậy đó. Ừ vậy. Má nói hậu đậu như mày á, chỉ có chó nó mới lấy. Ý bà nói tôi là chó đó hả? Không có nha, cái này là má đen nói á. Má con cái gì, nói tầm bậy tầm bạo. Ghen hoài, ghen bóng, ghen gió, ghen vô tổ chức, ghen mất vệ sinh. Trong tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi. Không có người phụ nữ nào đến kiếm tôi. Anh Đậu ơi, anh Đậu. Con nào? Con nào? Con này. Ủa? Dạ. Thế đang chi vậy? Tới kiếm anh chứ làm chi. À dạ. Dạ. Khoan, xích qua một bên. Chị đẹp gái quá ha. Dạ cảm ơn chị. Em làm việc ở đâu vậy? Dạ em làm ở tiệm Thanh Nữ. Thanh Nữ. Em kiếm anh Đậu chi? Dạ em kiếm anh Đậu để trả anh cái quần. Cái quần? Dạ. Chà, bự gấp quá quên lấy cái quần. Anh đi qua đó tiệm của em mà chị yên tâm đi, anh có trả tiền rồi. Đã vậy hả, anh còn bo cho tụi em nữa. Thôi xin phép anh chị em về nha. Anh Đậu nhớ ghé tiệm em nữa nha. Cái quần nè cha. Cái thằng Đậu ơi nè, lúc nào nó cũng chửi mình hậu đậu mà nó còn hậu đậu hơn mình á. Nghĩ sao đi bia ôm để quên cái quần. Mặc cái gì nó về, không lẽ nó cởi hả? Gì vậy? Nói vậy là thằng Đậu đi bia ôm à. Đậu. Bà đứng lên. Bà điên à? Bà làm cái gì vậy? Giết người trong mộng. Trời ơi, giết người trong mộng đó. Bè bè bè. Thôi rồi, bây giờ là không chối cãi nữa. Chối cãi cái gì? Không cần thanh minh, không cần biện minh. Tôi làm cái gì mà bà làm như vậy? Còn không làm gì hả? Ừ. Không làm gì mà tiệm bia ôm thanh nữ nó tới tận nhà nó kiếm, nó trả cái quần. Trời ơi, coi nè. Hả? Tiệm may thanh nữ. Ừ. Tiệm may sao tên Thanh Nữ? Bộ tiệm may trá hình hả? Trá hình cái đầu bà. Một đứa tên Thanh, một đứa tên Nữ. Hai đứa hùng tiền mở tiệm may Thanh Nữ. Sao không là Nữ Thanh? Tại vì con Thanh nó bỏ tiền nhiều hơn con Nữ. Chuyện bóng chuyện gió lên vô tổ chức chuyện mất vệ sinh. Trong tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi. Dạ. Không có người phụ nữ nào đến kiếm tôi. Anh Đậu ơi, anh Đậu. Nữa hả? Vợ anh Đậu Năm. Dạ. Khoan, chồng mới nói gì? Vợ anh Đậu Năm. Chị là vợ anh Đậu Năm. Gì vậy? Trời ơi là trời ơi. Nói gì quăng quại với chó dại vậy? Trời ơi. Phi công trẻ lái máy bay bà già. Nghĩ sao quen cái bà vừa già vừa xấu vậy hả Đậu? Ngán cơm thèm phở đúng không? Tôi nói cho Đậu biết, cơm ngon khó kiếm, phở ngon dễ tìm. Đừng vì một chút tầm thường của phở mà quên đi tầm cỡ của cơm. Ủa nãy giờ chị nói gì mà tôi không hiểu vậy trơn vậy? Đang ơi, bà nói cái gì mà tôi không hiểu vậy? Còn không hiểu nữa hả? Chị tự nhận là vợ thứ năm của chồng tôi. Vậy còn bà hai, bà ba, bà tư đâu? Lôi ra đây, tôi xử một lớp. Đâu? Trời ơi, chị ơi, chị hiểu lầm hết rồi. Vợ thằng Đậu Năm á là tên quán nhậu của tôi. Sắp tới á, tôi khai trương quán vợ thằng Đậu Sáu. Mời anh chị đến dự khai trương nha. Nhớ tới á, tôi miễn phí hoàn toàn hết á. Tôi về nha, anh Đậu. Đen à. Bà đâu rồi? Đây nè. Bây giờ tôi quánh bà được chưa?
Ừ, tại vì á Đen yêu chồng nhiều quá nên hay ghen bậy ghen bạ. Ừ. Đen biết lỗi của Đen rồi. Ừ. Đậu xin lỗi Đen đi. Ờ, lại hả? Có chuyện này nữa hả? Không có, liệu á. Liệu cái gì tôi đã nói với bà rồi. Vợ chồng phải thương yêu nhau, phải thông cảm lẫn nhau, phải tin tưởng lẫn nhau. Dạ. Hiểu không? Dạ. Ghen bóng, ghen gió, ghen vô tổ chức, ghen mất vệ sinh. Dạ. Trong tim tôi chỉ có hình bóng của em thôi. Không có người phụ nữ nào đến kiếm tôi. Anh ơi!